Quý vị và mọi người đang là chương trình Passport to Thành Công, và hôm nay Khang có đặc biệt, Khang có tại nhà thờ Westminster, giáo xứ Westminster, và hôm nay Khang sẽ cho khán giả được trải nghiệm đi thánh giá sống của cộng đoàn Westminster, và xin khán giả cùng xem. Thank you.
Thank you.
mặt con khen lòng mãi bảo bà mẹ Ronica trắng sợ quân giữa một hên đơn Chúa Giêsu thấy cả cả nền máu chảy ra thì trao khăn cho người lọt mặt đi xin in hình tượng đơn Chúa Giêsu công đoàn Westminster đang đi đàn thánh giá sống ở lúc thứ sáu tuần thánh năm 2024. Công đoàn đang đi đàn thánh giá sống lúc 4 giờ chiều. Đây là trang thứ 9, Chúa chịu chết. Bây giờ chúng ta sẽ về trang thứ 10 là chúng ta đóng đánh trên đồi Can Phê mà công đoàn chúng ta đã làm sẵn để đóng đinh. Đi lẹ đi nhanh đi lẹ đi mau đừng đứng mau lên bị kẹt.
nhanh đi. Đi thật xa, đi thật xa để tránh con đường đi nhá. Tránh chỗ này nhá, đi thật xa. Đi thật xa ra, đi thật xa ra ngoài, mình kẹt, đi lẹ. Kẹt, nhanh qua bên này, đi qua. Mau, đi mau. Đứng lùi ra cho họ đi, đứng lùi ra cho người ta đi. Mở ra cho người ta đi, mau. Đi lẹ, mau. Đây là trạng số 10 là lối áo Tua Su. Chúng ta chuẩn bị sẽ thấy hình ảnh các quân chúng lấy chia áo Tua Su rồi để đóng băng trên đồi Ven Biển. Yeah, chúc ơi! Một đứa bình hữu và một đứa bên tạm người.
thánh là Chúa Giêsu tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo người. Dân chúng đứng đó nhìn xem, và các thủ lãnh thì cười nhạo người mà rằng: Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn. Quân lính đều chế giễu người và đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi. Một trong hai kẻ chồng bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng: Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu tôi nữa. Mì cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có tội gì xấu đâu. Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Ta bảo thật ngươi, ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Tối tăm liền bao trùm cả mặt đất cho đến giờ thứ 9. Mặt trời trở nên u ám, màn trong đền thờ xé ra làm đôi ngay chính giữa. Lúc đó, còn phó linh hồn con trong tay cha. Nói đoạn, người chút hơi thở. Hơi thứ 13, tháo đành Đức Chúa Giêsu xuống và bỏ tay. Thank you.
5 giờ chiều là chúng ta cộng đoàn Thánh Phaolô Westminster đã đi tràng đàn thánh giá sống xong để chúng ta chuẩn bị vào nhà thờ để chúng ta làm nghi thức tri tôn thánh giá trong nhà thờ. Chúng tôi thấy cộng đoàn Nhân Chúa Westminster hôm nay tới đây rất là đông để cùng nhau suy niệm và thông phần một cuộc khổ nạn của Chúa qua 14 tràng đàn thánh giá đau đớn của Chúa.
bằng cách là chúng ta đi chung quanh nhà thờ, sau đó đang giác Chúa, vì Chúa đang ở nhà mồ, hiện giờ Chúa đang ở nhà mồ. Thì ngày mai là thứ bảy, sáng chủ nhật thì 3 ngày thì Chúa sẽ sống lại. Còn bây giờ thì cộng đoàn chúng ta sẽ vào trong nhà thờ để chúng ta chiêm ngưỡng thánh giá. Sau đó cộng đoàn sẽ phát 1.400 phần cơm chay cho tín hữu Công giáo về đây để tham dự tuần thánh. Trong lúc chúng ta sẽ chờ ngắm, 7:30 thì chúng ta sẽ ngắm, rồi dâng hạt, rồi tháo đanh, đóng đanh người ta xác Chúa, và có đêm canh thức tình ngài yêu con, và với nhiều nhóm như là con yêu mẹ hoặc là giới trẻ của cộng đoàn tới đây để tham dự đêm canh thức. Xin cảm ơn thầy Bảo Khang của Lý Đồ Sài Gòn.